Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay để bắt đầu cho môn kỹ năng viết báo in thì mình sẽ bắt đầu về cái bài đầu tiên đó là bài tổng quan về tác phẩm báo chí bởi vì các bạn phải có một kiến thức nền tảng thì các bạn mới biết được là quy trình viết báo in như thế nào và các chiêu thức để có một bài báo tốt Nội dung chính của bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ chia làm 3 phần Phần đầu tiên là khái niệm về tác phẩm báo chí cũng như là báo in là gì Phần thứ hai là chức năng của báo chí và phần thứ ba là nguyên tắc hoạt động của báo chí ba phần này thì chúng ta sẽ chú trọng ở phần đầu tiên và phần thứ hai còn phần thứ ba là phần mà các bạn sẽ tự nghiên cứu ở nhà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với khái niệm về tác phẩm báo chí báo chí là tên gọi chung đối với các loại hình báo in báo hình báo nói và báo điện tử như vậy thông qua cái khái niệm định nghĩa về tác phẩm báo chí nói chung thì báo in chính là một phần của báo chí trong đó báo in là được ra đời sớm nhất từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, tạo nên một làn sóng khao khát tìm kiếm thông tin của cộng đồng người, người dùng. À, sau đó thì báo nói là phát thanh và báo hình là truyền hình và báo điện tử mới bắt đầu xuất hiện sau này. À, đến ngày hôm nay, báo in, người ta nói rằng là cái vị trí của báo in đã bị lung lai like bởi vì những cái hình thức báo chí khác xuất hiện. Thế nhưng báo in vẫn còn một vị trí rất là quan trọng trong cái cộng đồng À, cũng như là công chúng nói chung. Vậy thì báo in là gì? Báo in là gồm các báo và tạp chí là những ấn phẩm định kỳ để truyền tải nội dung thông tin mang tính thời sự và được phát hành rộng rãi. Đó là hai đặc điểm quan trọng và cần thiết mà các bạn cần phải nhớ về định nghĩa về báo in. Và cái kênh truyền của báo in đó chính là thông qua giấy in bằng các công cụ như là máy in và mực in. Vậy thì báo in là tên gọi loại hình báo chí được thực hiện bằng phương tiện in. Đó chính là cái khái niệm cơ bản và đơn giản nhất để bạn phân biệt giữa báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Tiếp theo, các bạn sẽ thấy có rất nhiều hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều thể loại báo in, đầu báo in cho các cơ quan thông tấn khác nhau như là tuổi trẻ, nè thanh niên, tiền phong, người lao động hay là Sài Gòn giải phóng. Phần thứ hai của bài học ngày hôm nay đó là về chức năng của báo chí. Chúng ta sẽ đi 5 chức năng của báo chí. Tình trình trình tự là từ chức năng thông tin, chức năng tư tưởng, chức năng văn hóa, giáo dục, giải trí và chức năng giám sát xã hội và cuối cùng là chức năng kinh doanh dịch vụ. Về chức năng thông tin của báo chí. Bởi vì người ta cần tin tức cho nên người cho nên người ta mới sử dụng báo in, người ta sử dụng báo chí để truyền thông tin đến lại cộng đồng và xã hội vậy thì chức năng thông tin là chức năng quan trọng hàng đầu của báo chí để thực hiện được chức năng thông tin thì báo chí nói chung cũng như báo in nói riêng phải đảm bảo được tính chân thực chính xác nhanh nhạy và kịp thời để có được tính chân thực chính xác nhanh nhạy và kịp thời báo in sẽ phải phản ánh được hai nội dung thông tin nội dung thông tin thứ nhất là nội dung thông tin phải mang tính thời sự ví dụ như dạo gần đây các bạn sẽ thấy là nội dung thông tin mang tính thời sự là về dịch do virus ncov 19 gây ra và đồng thời bên cạnh cái tính thời sự của nội dung thông tin tức là ngày này tháng này năm này bạn không báo in phải cập nhật những nội dung thông tin mang tính thời sự người ta quan tâm chứ không phải là đưa ra những cái thông tin mà của năm ngoái hay là những sự kiện trước những sự kiện trước và những thông tin năm ngoái thì có thể là được sử dụng cho một cái thông tin khác, đó là thông tin có tính chuyên đề nhiều hơn. Vậy thì chức năng thông tin của báo in sẽ phải đáp ứng được sự chính xác, nhanh nhạy và kịp thời, đồng thời đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất là phải có tính thời sự và thứ hai là phải có tính chuyên đề. Thứ hai, báo in phải có chức năng tư tưởng. Chức năng tư tưởng của báo in phải tác động vào ý thức xã hội báo in sẽ phải thông qua cái uh, phương tiện truyền tải của mình phải tác động vào hình thành một hệ thư tư tưởng chính thống với những cái định hướng nhất định phù hợp với lại định hướng của xã hội của tổ chức mà nơi báo in phát hành và xuất bản đến cộng đồng công chúng mục đích của cái chức năng tư tưởng này là liên kết các cộng đồng riêng rẽ lại với nhau thành một khối thống nhất để đưa ra những cái quy chuẩn chung những cái quy định chung những cái tiêu chuẩn chung cho cả xã hội làm việc và phát triển chức năng thứ ba là chức năng văn hóa giáo dục giải trí đây là chức năng mặt các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ở các uh, báo báo in báo nói và báo hình ví dụ như là người ta hay nói rằng là khi mà mình có thời gian rảnh thì mình mới cầm tờ báo lên mình đọc đó là cái tính giải trí của cái báo in báo chí uh, mang mang cái nội dung thông tin về những cái người nghệ sĩ mà bạn quan tâm, về những cái vấn đề về uh, công trình nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật mà bạn đang muốn tìm hiểu và nó mang đến cho bạn những cái thông tin bên cạnh những thông tin thời sự, bên cạnh những thông tin mang tính chính luận cập nhật thì cái tính giải trí, giáo dục và văn hóa của báo của báo in cũng góp phần là góp phần làm cho bạn có thêm nội dung thông tin xung quanh cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Văn hóa chính là toàn bộ những cái giá trị vật chất và tinh thần do con người thiết lập nên trong quá trình phát triển của lịch sử. Vậy thì báo chí có trách trách nhiệm trân trọng và vun đắp tất cả những cái giá trị văn hóa tốt đẹp đó để làm cho bồi đắp càng ngày càng tiến bộ hơn và càng ngày càng uh, lành mạnh hơn. Và đồng thời cái chức năng giáo dục của báo in cũng nhấn mạnh vào cái chuyện là báo in sẽ là nơi để phổ biến kiến thức cho công chúng ví dụ, ví dụ như bạn thấy trong khoảng thời gian gần đây thông qua các phương tiện truyền thông thông qua báo in thì người dân sẽ có cập nhật những cái tin tức về việc là phòng tránh bệnh dịch lây lan như thế nào những cái cách để bảo vệ người thân và bạn bè xung quanh trong cái đợt dịch bệnh này như thế nào đó chính là cái kênh phổ biến kiến thức cho công chúng và cuối cùng cái chức năng giải trí của báo in như mình đã nói từ trước báo chí chính là cái nơi để phổ biến những cái tác phẩm nghệ thuật mà công chúng quan tâm để lưu lại những cái giá trị tinh thần tốt đẹp cho văn hóa và nhân loại chức năng tiếp theo của báo in đó là chức năng giám sát và quản lý xã hội tại sao lại có chức năng này chức năng giám sát và quản lý xã hội thể hiện ở hai hai hướng thứ nhất là báo in sẽ là cầu nói để cung cấp thông tin của đảng và nhà nước diễn giải nó một cách dễ hiểu và phổ cập nhất đến với là đối tượng công chúng để cho nhân dân đối tượng công chúng có thể nhìn nhận báo in một cách nhìn nhận thông tin một cách dễ dàng và tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất dễ hiểu nhất và cái thứ hai là thông cũng là chiếc cầu nói đó báo in cũng là chiếc cầu nói đó tiếp nhận ghi nhận lấy lời phản À, lấy lại phản ánh của nhân dân, của công chúng về những cái chính sách và đường lối của đảng và nhà nước để từ đó để giúp cho họ xây dựng và hoàn thiện đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước thì báo in với cái trách nhiệm của mình sẽ giúp cho cái sự giám sát và quản lý xã hội được liên tục được tuần hoàn và mang tính dân chủ hơn cuối cùng cái chức năng kinh doanh và dịch vụ là chức năng không thể thiếu của báo in à, nói riêng và báo chí nói chung chức năng kinh doanh dịch vụ chính là cái nguồn sống chính là cái công cụ mà để báo in có thể duy trì à, số lượng bài viết mỗi ngày và tiếp cận với lại đối tượng khán giả công chúng đông đông đảo công chúng được à, rộng rãi hơn kinh doanh dịch vụ của báo in được thể hiện qua hai hai mặt thứ nhất là sản phẩm hàng hóa tức là cái sản phẩm tờ nhật báo hoặc là tờ tạp chí các bạn cầm trên tay mỗi ngày mỗi tháng hoặc là theo mỗi quý đó là sản phẩm hàng hóa cái sản phẩm thứ hai mà báo in kinh doanh đó chính là sản phẩm về dịch vụ và quảng cáo ở các trang nhật báo hoặc là các trang tạp chí lúc nào cũng sẽ có những cái phần dành riêng cho về quảng cáo cho doanh nghiệp cho sản phẩm hoặc là dịch vụ nào đó của doanh nghiệp thì báo in thông qua hai cái kênh này sẽ cùng xây dựng cho cái cái tờ báo của mình có được cái nguồn sống một cái nguồn tài chính ổn định để từ đó trả tiền cho cái cơ chế vận hành của mình và cập nhật kịp thời những cái thông tin thời sự mà đối tượng khán giả, đối tượng công chúng quan tâm. Về cái nguyên tắc hoạt động của báo chí, ở phần này cô sẽ đưa ra Năm cái nguyên tắc hoạt động của báo chí gồm có tính đảng, nhân dân và dân chủ, thứ hai là chân thực và khách quan, thứ ba là nhân đạo và nhân văn, thứ tư là tính dân tộc và tính quốc tế. Trong năm nguyên tắc hoạt động của báo chí này, nhiệm vụ của các bạn đó là tìm hiểu thêm về chi tiết của năm nguyên tắc hoạt động của báo chí này. Phần chi tiết chúng ta sẽ cùng thảo luận ở bài học tiếp theo. Vậy thì Bài học ngày hôm nay chúng ta chia ra thành 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa về báo chí và định nghĩa và có một cái khái niệm về báo in. Phần thứ hai là nói về năm chức năng của báo chí cũng như là báo in và phần thứ ba là năm nguyên tắc hoạt động mà các bạn sẽ phải tự tìm hiểu sau khi mà kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay thì các bạn sẽ tìm hiểu về năm nguyên tắc hoạt động để chúng ta có cơ cách để chúng ta so sánh có nền tảng để chúng ta so sánh trong cái bài học tiếp theo. Và bên cạnh đó các bạn cũng sẽ có một bài tập thực hành bởi vì khi hồi nãy cô đã nói là có rất nhiều cái cơ quan thông tấn báo chí xuất hiện và họ cũng sản xuất rất nhiều đầu báo khác nhau như là thanh niên tuổi trẻ hà nội mới sài gòn giải phóng các thứ thì nhiệm vụ của các bạn là tìm và tổng hợp các tác phẩm phản ánh cùng một đề tài trên các sản phẩm báo in của năm cơ quan thông tấn khác nhau ví dụ như bạn tìm về một cái đề tài về dịch bệnh do virus and covid-19 gây ra ở tuổi trẻ thanh niên Sài Gòn Giải Phóng, phụ nữ Hà Nội mới. Thì đó là năm đó là một chủ đề của năm cái tờ báo khác nhau, năm đầu báo khác nhau. Thì nhiệm vụ của bạn là ghi lại, sưu tầm lại, tổng hợp. Rồi sau đó ở tiết học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem xem là cái cách hành văn cũng như là cái cách đặt tiết hay là cái cách tiếp cận vấn đề của những cái tác phẩm này như thế nào đó là nhiệm vụ của bài học tiếp theo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta chỉ đi tổng quan về báo in báo chí và cũng như là nguyên tắc hoạt động của báo chí còn lại bài tập về nhà và bài tập thực hành các bạn sẽ phải thực hành có phải làm bài và sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này vào tuần sau cảm ơn các bạn